Anh em nó sướng. Mấy quả thủ thủ lưng lưng biên thì khó chịu phết. Tỷ hay quá nhỉ. Tiên đập chất lượng phết. Ok, vậy là trận đấu đang được đón chờ nhất của buổi chiều ngày hôm nay. Trận có thể nói trận chung kết sớm. Phía gần màn hình vừa. Trận sau cũng hay. Nói chung là nhiều trận chung kết sớm mà đúng không? Có phải chỉ có một trận chung kết sớm đâu. Đỡ cầu. Không không. Trời ơi. Đập cầu rất căng từ Đinh Văn Tú, di chuyển quá nhanh. Ăn đòn rồi, vẫn còn. Bên kia rồi vào Ngô Phương à, cũng không đồn được. Bò. Thích Tú cặp với Huy Hân, Tú với Huy không được cặp đấy. Nhìn toàn quốc ai cho đánh này, chích shot Cương là đánh ngô hứng quá nhỉ. Đêm bao nhiêu nhiều hơn cũng không nhiều hơn đâu anh ơi, cũng xem nhau thôi. Để nó cút đi anh em, bảo nó cút đi, mà cho nó cút lâu rồi. Vừa đánh rồi. Vẫn thủ lên bình thường, thủ tay quá nhỉ. Rồi, cho Tú Phương. Hay quá nhỉ. Lên rồi, lên là thủ đập quá căng. Đội hơn ở bên kia đương kim vô địch giải này đấy anh ơi. Nói thế chưa có căn cứ mấy điểm. Hay quá nhỉ. Phản công ngoài từ Văn Thiều. Cảm ơn mọi người tuyệt vời quá, cảm ơn tất cả mọi người. Anh Trương lại múa mấy quả đấy hay phết đấy. Không qua lưới rồi. Hay quá nhở, thủ mọi tư thế luôn. Hay quá, hay quá. Rồi, không ngại rồi, hết thủ. Không nhìn ra anh em ạ. Phản công ngoài sân. Giải cầu lông thành công màu khê anh ơi. Đỏ hết 50 triệu. Hay quá nhỉ. Hay quá nhỉ. Bo. Hello. Hello các bạn. Thủ đập rất căng. Thủ ngoài sân rồi. Đây con thủ bắt lưới cực hay luôn anh em ạ. Đây là Phương hay khỏe cực kỳ luôn. Lần rồi chào được không hết. Chào bao nhiêu lần cũng được anh ơi. Cứ mình nhiệt tình mình cứ chào, mình chào nhau thôi, có gì đâu. Vẫn trong sân. Thủ số 16 rồi. 26 rồi. Cặp đôi Triệu với cả Quốc Việt chẳng hạn. Anh Tuấn Anh xếp số 4 này chứ không phải là Huy Trương. Anh em muốn sướng. Mấy quả thủ thủ lưng lưng biên thì khó chịu phết. Tỷ hay quá nhỉ. Tiên đập chất lượng phết. Vô địch hai lần trước. Anh Phương nhanh nhỉ. Tay vợt trẻ của câu bộ thành công Mạo Khê đánh cũng cực hay. Tí em được đừng khen. Mốt giải Bắc Giang này. Điểm số 16-10. Rồi 11-16. Anh Phạm Thành Đô nha.
Phương lên ánh nhở. Cố lửng chém. Ôi, bắt bài. Chém thế mà vẫn lên được nhỉ? Vẫn còn kìa. Anh Phương dài này đánh hay đấy. Ăn đòn này. Quảng Ninh gặp đôi số 1 Quảng Ninh. Cài lưới thiếu lực mới rồi. Quảng Khê Quảng Ninh anh ơi. Giải cầu lông câu bộ thành công Mạo Khê mở rộng lần thứ 3. Bên này có bao nhiêu sức thì thôi. Em định nói đấy. Thì rất hay. Bốt. Ngoài sân. Tuấn Anh đánh, em ấy đánh hay thật. Bỏ cầu không chính xác, cầu vẫn trong sân. Điểm số rất hay, băng mạng hơi yếu em. Mạng của anh còn nhiều mấy đi cơ mà. Chắc là trong nhà nó hơi chín. Tí nữa kết thúc cái trận đấu này, ông sẽ thực hiện live stream mới nha. Anh biết anh không? Anh đánh với anh Triệu. Đấy thôi, biết thế rồi. Ui về ai quá nhỉ? Triệu tí nước đánh. Triệu tối. Triệu tối đánh. Liên tục. Không nghĩ là khéo có khả năng là gỡ hòa đấy. Bắt lưới rất hay tới Hưng à? Hay là Triệu cặp với ai? Triệu cặp với Quốc Việt đúng không? Em bảo. Hai 4-19 khoảng cách vẫn 5 điểm rất an toàn cho cặp đôi. Thủ công lại thì mô quả nữa là ngon ngon. Cầu ngoài sân, Lê Văn Tuấn 1-25. Cầu lửng hay thật. Nhìn mấy quả. Bắt quả 26-22. Lê Văn Tú nó làm cầu tốt. Vẫn trong sân, bỏ 2 phút cuối, hy vọng là thế. 27-22, 5 điểm. Tú nó bắn lưới hay lắm, xem ra bên này hết cầu. Ô, vẫn không ăn được. 28 rồi mà. Em bảo tình hình thôi. Thế lắm, không những nhanh nhưng còn khéo cơ. Càng ngày nó đánh càng nhanh. Wow. Anh và Kiều không qua được cơn sóng gió này rồi. Cơn sóng gió bão bùng này. Gavelin là gì anh ơi? Thế nhỉ? Rồi, còn mấy đường cầu cuối cống hiến cho khán giả nào. Rồi, cầu lỗi. 26-30. Rồi, tiếc quá, tỉ lưới lôi mất rồi.
31-26, trận đấu chung kết sớm thứ nhất kết thúc. Anh em chuẩn bị xem trận chung kết sớm thứ hai. Và bây giờ Hùng sẽ kết thúc live stream để thực hiện live stream mới. Tí thực hiện live stream mới anh em giúp Hùng chia sẻ nhá. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Hùng sẽ giới thiệu đến mọi người một dụng cụ bảo vệ, đó là một chiếc bó gối to đến từ thương hiệu Outline. Theo Hùng đánh giá thì đây là cái thiết kế bó gối to thực tế nhất và đáng dùng nhất trong tất cả các thiết kế bó gối trên thị trường hiện nay. Và mọi người hãy cùng Hùng tìm hiểu nhá. Ok, bó gối to thì có hai chức năng chính, đó là chức năng bảo vệ và chức năng hỗ trợ. Chức năng bảo vệ thì giúp bảo vệ đầu gối của chúng ta khỏi những chấn thương hoặc là những lực tác động đột ngột đến đầu gối khiến chúng ta bị chấn thương như đứt dây chằng hay là trịch bánh chè, hoặc là đơn giản khiến đầu gối chúng ta bị đau nhức, đúng không ạ? Bảo vệ gối đến từ thương hiệu Outline thì nó có công nghệ và thiết kế rất đặc biệt, đó là hai lớp silicone, hai đường may silicone trên và dưới, giúp cho chiếc bảo vệ gối không bị trượt khỏi phạm vi của nó, tức là phạm vi đầu gối của các bạn. Lớp silicone đó là công nghệ vô cùng đặc biệt. Cùng đó các bạn hãy quan sát đấy ạ. Chiếc bó gối có các đường may rất chắc chắn, có một miếng silicone ở giữa, có một miếng silicone tròn ở giữa, giúp bảo vệ đầu gối của bạn khi các bạn không may bị ngã chống đầu gối xuống thì sẽ không bị chấn thương. Cùng với đó nó có 3 đai, đai trên, đai dưới và đai giữa, nó giúp cho cái bảo vệ gối này nó càng trở nên chắc chắn. Cùng với đó là công nghệ lò xo. Cái công nghệ lò xo này thì Hùng cũng không hiểu nó để làm gì. Ok, mọi người hãy cùng quan sát ạ. Đây là chiếc bó gối sau khi đã được bó lên chân. Nó có 3 đai và nó đã có 2 lớp silicone bên trong giữ đầu gối rất chắc chắn và miếng silicone ở giữa, đảm bảo rằng đầu gối của các bạn sẽ được hỗ trợ lực rất là nhiều cũng như là bảo vệ đầu gối rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của Hùng.